Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Hồng Minh. Và đây là một cái vlog rất là đặc biệt cho nên mình mới chui từ cái tủ áo nhà mình ra. Và bây giờ như các bạn đã thấy đây, đây là trước cái khu mình ở. Khu này gọi là cái khu quần thể phức hợp quanh lưng. Nghĩa là sao? Nguyên cái tòa nhà bự như vậy này các bạn thấy không? Nguyên cái khu này sẽ có rất nhiều cái nhà nhỏ bên trong. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái nhà của mình bên trong cái khu này nha. Và bây giờ đây là cái nhà của mình. Nhà mình nằm ở ngay tầng 1. Thì có một cái ưu điểm của cái tầng 1 là gì? Nếu mà các bạn muốn chuyển đồ hay là mua cái đồ gì ấy, thì các bạn có thể để trực tiếp mua nhà, rất là gọn lẹ. Còn ở trên tầng cao thì hơi phức tạp một tí xíu. Tuy nhiên ở cái khu này thì tại vì người ta đi ra đi vô rất là nhiều như vậy đấy, cho nên là hơi ồn một tí xíu. Nhưng mà thôi, cái đó cũng chấp nhận được. Và đặc biệt cái nhà này thì mình rất là thích của đó chính là gì? Ổ khóa điện tử. Kiểu như đó, hồi đó nhà mình ở là ổ khóa mà chìa cho nên rất là phức tạp. Các bạn nghĩ là lâu lâu các bạn quên đem chìa khóa đi thì sẽ không có mở cửa được. Nhưng mà cái nhà này thì các bạn mở ổ khóa như thế này đây. Cho nên là khi mà các bạn quên chìa khóa cũng không sao, mà các bạn đừng quên mật khẩu là được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở nha. Đấy. Thì cái nhà này á, ở đây gọi là một cái hiên mình trước nó có một cái bóng đèn, nghĩa là tự động khi mà có cái cử động nào đó thì nó sẽ mở sáng lên, thì rất là tuyệt, các bạn thấy không? Và đây là mấy cái đồ linh tinh mà mình để. Đây là cái gọi là cái giỏ để cho Mexico, hoặc Mexico đi chơi. Cái thùng của SM thì cũng không có gì quan trọng hết. Đặc biệt ở nhà mình á thì các bạn sẽ rất là hay thấy mấy cái mà lọ hương như thế này. Tại vì á, nhà mình sợ hôi á, cho nên là mình hay làm cái này. Nhưng mà các bạn biết không, Việt Nam mình nấu ăn hay bằng nấu bằng nước mắm, cho nên là cái nhà dễ bị hôi lắm. Cho nên mua có chục cái lọ này nó cũng không có tác dụng lắm. Ở đây trong cái ngăn này thì gọi là cái ngăn để giày. Nhưng mà thực tế thì giày á thì mình cũng để một nửa thôi. Mình thì mình chuẩn bị đi về Việt Nam, các bạn thấy không? Nên mình để cái vali này, trong vali mình để một hai đôi giày mất rồi. Còn đây thì có một vài đôi giày còn lại mình đang có. Thì cái tủ này một nửa thì đựng giày, nhưng mà một nửa còn lại á thì đựng đồ. Tại vì mình rất là muốn tận dụng cái không gian của nhà mình á, cho nên là mình để mì gói vào đây ăn luôn. Và các bạn thấy đây là cái cửa nhà mình rất là bự và nó làm bằng gỗ các bạn ơi. Nhìn rất là hiện đại sang chảnh luôn. Đấy, cái khu này cũng rất là rộng nha các bạn nha. Cho nên là các bạn có thể gửi xe hay là gửi gì qua đây cũng được. Mà xe đặt đẩy hết chứ không phải là xe máy xe hơi gì đâu. Đây là cái nhà mình. Ta-da. Thì các bạn thấy cái này á, thực tế là không phải là mình làm cái chuồng chó con Siko ở đây đâu, mà tại mình sợ con Siko á, con chó nhà mình á, nó hay chờ mình ở nhà, nó hay chạy ra cửa, nó cào. Các bạn thấy cái cửa này nó cào nó cái cửa nhà người ta luôn rồi, cho mình phải rào như vậy để cho con Siko nó không ra đây được. Tiếp theo các bạn thấy bên cạnh đây thì các bạn thấy đây là cái cây phơi đồ. Cái cây phơi đồ này mua ở Daiso rất là tiện các bạn. Cây phơi đồ này giá 5.000 won, khoảng là 100.000 Việt Nam ấy. Nó rất là bự luôn và nó khá là rộng nữa, nên là mở như thế này. Đấy, nhìn khá là thông minh. Tại vì các bạn biết không, ở nhà Hàn Quốc á thì những cái phòng quanh lưng như vậy thì thường các bạn không có diện tích để các bạn có thể mà phơi đồ bên ngoài, cho nên các bạn phải phơi đồ trong nhà. Và có một cái bất tiện là khi phơi đồ trong nhà như vậy đó, tại vì mình không thể nào mà phơi đồ bên ngoài được, cho nên nó là mất khoảng 2-3 ngày cái đồ mới khô được. Và lâu lâu thậm chí cái đồ các bạn còn bị ẩm, bị hôi hô, cho nên rất là khó dịch cái vấn đề đó. Ồ, thì như các bạn thấy đây là cái gương mà mình mua ở Coupang. Nhìn nó rất là sang chảnh và khá là to, cũng rất là chắc chắn các bạn. Nhìn trông có vẻ mắc như vậy thôi, mà tới cái gương này mua khoảng là 17.000 won thôi, giá cũng rất là hợp lý. Như các bạn thấy đằng trước đây, đây là cái bàn học. Mang tiếng là bàn học nhưng thực tế là mình rất là ít học ở cái bàn này. Ở đây thì vẫn còn nhiều cái không khí Noel vẫn còn vương vấn ở đây đây, cho nên các bạn thông cảm nha. Tại vì trước khi về Việt Nam mình không có nhiều thời gian để mình dọn dẹp ấy. Ở dưới đây thì mình sẽ có một cái tấm thảm. Tại vì khi mình ở Hàn Quốc á thì mình rất là muốn xài mấy tấm thảm này. Tại vì vào những cái mùa đông á, có những tấm thảm như vậy thì các bạn sẽ đỡ lạnh chân hơn. Nhưng mà tại vì á, lúc đầu mình mua, tại vì mua cái tấm thảm màu trắng này để mà trùng màu với ngôi nhà. Nhưng mà mình quên mất là mình nuôi chó, cho nên là con Siko làm dơ tấm thảm rồi các bạn ơi. Rất là cực luôn. Bây giờ mình sẽ qua khu bên này. Thì các bạn thấy bên này là cái máy
để mà bật sưởi đó các bạn. Cho nên các bạn phải để ý nha. Thì lâu lâu mình hay bấm cái này để mà mình nấu nước ấm để mình tắm á, thì mình lâu lâu mình quên tắt. Thì quên tắt thì mình quên bật tắt cái sưởi này, cho nên nó sưởi nguyên ngày, cho nên rất là tốn ga. Các bạn khi mà ở Hàn Quốc các bạn phải lưu ý cái điều này nha. Máy này nó xịn quá, nhà này nhìn cũng khá là cũ rồi các bạn ạ. Tiếp theo thì đây là cái bàn máy vi tính của mình. Thì cái bàn này mình chủ yếu dùng đây để mà edit vlog hoặc là chơi game hoặc là làm lướt web này nọ, thì mình dùng cái bàn này. Thì cái bàn này các bạn thấy có một cái bóng đèn rất là xịn đúng không? Để mình sẽ bật cái bóng đèn này cho các bạn coi nha. Adia smart plug kyo. Đây là cái công tắc của nhà mình. Thì tại sao mình có thể mở được mà không cần phải dùng tay, thì tí mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau nha. Tiếp theo thì các bạn thấy cái đèn này rất là xịn, nó khá là sáng, có thể chiếu được nguyên cái nhà mình á, nếu mà mình tắt hết đèn đi vẫn được. Bên đây nữa là nút bạc của YouTube. Đây là cái đồng hồ của trường mình. Nhìn nó xịn sò ghê ha. Và dưới đây là cái bộ kem tay của BTS. Đây là Vi, Vi bị con Siko nó cắn nát chân luôn rồi các bạn ơi. Ai, đây là channel chỉ là Vi giả đó, chứ mà Vi thiệt đem về không biết Siko nó cắn như thế nào luôn. Dưới đây nữa thì các bạn thấy là cái camera. Camera này không phải để quay trộm hay làm cái gì đâu, mà mình mua chủ yếu cái camera này á là một việc rất quan trọng, đó là con Siko đang làm gì. Tại vì mình rất là sợ con Siko ở nhà nó có bị cái chuyện gì xảy ra đấy, cho nên mình sắm hẳn một cái camera xịn như vậy để mà canh con Siko luôn. Ở dưới đây các bạn thấy cái máy này là cái máy lọc không khí. Thì khi mà các bạn ở Hàn Quốc á, thì người ta rất là quan trọng cái vấn đề đó chính là bụi hoặc là bẩn hoặc là không khí, cái mùi nó không được thơm ấy, không được thơm tho, thì các bạn nên sắm một cái máy như thế này để cho nhà các bạn nó thơm hơn. Và những cái máy lọc không khí như vậy bây giờ giá cũng khá là rẻ các bạn ơi, nên là các bạn có thể Google trên mạng. Còn khi đối với cái máy nhà mình mua á, thì cái máy này có giá là khoảng 80.000 won. Còn cái camera thì các bạn muốn hỏi giá thì nó khoảng 30-40.000 won ấy. Ok, bây giờ mình sẽ qua một chỗ khác nha. Cái khu trên đây thì đa số là linh tinh sách vở, album hoặc là mấy cái lightstick này nọ thôi. Và ở dưới đây mới là cái quan trọng của nhà mình. Đây là cái con Noti nhà mình. Đây là con Audio. Đấy, thì mình sử dụng lệnh bằng giọng nói. Thì cái công dụng chính của cái con nhỏ Noti này đó chính là bật cái công tắc cho nhà mình nè, báo thức nè, mở nhạc, nghe nhạc, hoặc là hỏi thời tiết hôm nay như thế nào để các bạn có thể ra ngoài đường các bạn mặc đồ cho nó đúng với thời tiết, có thể là lạnh hoặc là nóng quá các bạn mặc đồ cho nó phù hợp. Và quan trọng là con này có thể ngồi nói chuyện nhảm với nó được. Nếu các bạn bị tự kỷ, các bạn nên mua một con để mà xài nhé. Bên cạnh nó thì các bạn thấy đây là cái bình đun nước. Thì bình đun nước này á, thì mình rất là thích xài đồ của Xiaomi các bạn, tại vì đồ Xiaomi nó khá là rẻ và cũng khá là xịn. Thì nói chung chỉ là cái bình đun nước bình thường thôi. Hồi đầu mình tính mua một cái bình đun nước mà có thể dùng cái điện thoại để mà các bạn bắt nó đun luôn, nhưng mà không nghĩ sao định mua cái bình này. Bình này chả khác gì cái bình thường hết á. Bên cạnh đó thì các bạn thấy một cái máy cũng khá là xịn đúng không? Nhìn rất là xịn sò. Đây là cái máy pha cà phê. Thì cái máy này xài như thế nào á, các bạn chỉ cần cho một cái, cái gọi là một cái hũ cà phê bé tí như thế này nè. Và bây giờ nó đổ hết tay mình rồi. Mình sẽ làm sơ sơ để các bạn xem. Đấy, và các bạn sẽ có một ly cà phê như thế này. Rất là nhanh gọn lẹ đúng không các bạn? Mình không uống được cà phê, các bạn thông cảm nha. Ok. Thì các bạn thấy đây là cái cửa nhà mình. Nhưng mà có một cái vấn đề với cái cửa nhà mình đó, đó chính là cái khu ở ngoài này các bạn. Thì là cái khu, gọi là cái khu người ta hay đổ xe ở ngoài đây. Cho nên đó là có nhiều đứa Hàn Quốc á, tụi nó hay hút thuốc hoặc là đứa này tụi nó đứng nói chuyện. Chú Duyên nghe nhà người ta đứng sát bên mà nó ngồi nói chuyện như đúng rồi á. Thì khi như vậy thì tụi nó có thể nhìn vô được bên trong nhà mình, cho nên là mình đã sắm cái rèm này. Nhưng mà sắm cái rèm công chúa, tại vì mình rất thích cái rèm công chúa các bạn ạ. Cái rèm công chúa kiểu như là nó sợ rất là đảo, nhìn nó sang sang, nó sang chảnh như thế này. Nó quá là mỏng, nên là mặc dù mình lấy mình dùng để che rồi đó, nhưng mà nó vẫn thấy được bên trong này. Mấy các bạn thấy nè, nó siêu mỏng luôn, cho nên là có cái rèm này cũng như không à, nó chỉ mang tính chất thẩm mỹ thôi. Bên dưới này các bạn thấy một cái to chà bá như vậy. Đó là cái gì? Đây là ghế sofa. Mình rất là thích một cái ghế sofa ở trong nhà mình á. Tại vì ngồi khi mà các bạn đi làm hoặc đi học về đó, các bạn thấy mệt mỏi, các bạn có thể nằm ghế sofa này, rất là đã luôn. Và cái ghế sofa này các bạn thấy không có đắt tiền như các bạn tưởng tượng đâu.
Đây là một cái loại ghế sofa mà air sofa, nghĩa là cái ghế sofa không khí á, nghĩa là các bạn bơm hơi vào trong đây xong các bạn ngồi lên giống như ngồi lên một quả banh như vậy, nhưng thực tế nó vẫn rất là thoải mái, rất là mềm các bạn ạ. Rất là sướng luôn. Và để mà che đi cái sự xấu xí của cái ghế sofa này, người ta nói là tiền nào của nấy, cho nên là mình không muốn nó lộ trình hình ra như vậy, nó xấu quá, cho nên mình sắm một cái khăn như thế này. Quý tộc khăn lông cừu các bạn, để mà che đi nó. Và dưới đây các bạn thấy nó có nguyên một cái bộ đi kèm với nó. Đây là cái đồ để chân, nguyên bộ đi kèm với nó. Thì cái giá của ghế sofa này là khoảng 27.000 won trên coupon nếu các bạn muốn mua nha. Ok, đây là một cái máy sửa các bạn. Tại vì khi mà các bạn ở Hàn Quốc thì các bạn nên mua một cái máy sửa như vậy, thay vì các bạn sửa bằng sửa nền á. Tại vì sửa nền nó rất là tốn ga, mà điện thì ở Hàn Quốc nó rẻ hơn rất là nhiều, cho nên các bạn nên mua một cái máy sửa như vậy. Nhưng mà máy sửa như vậy thì mình mua cái này khá giá khá là rẻ, khoảng là 10.000 won ấy. Và bây giờ nó hư một bóng đèn rồi, còn bóng thôi cho nên là đứt bóng mất tiêu rồi. Lúc các bạn đi ngủ á thì các bạn có thể sửa bằng cái này. Đây thì các bạn thấy đây là cái giường của mình. Thì mình lót cái tấm này là cái ga điện các bạn ạ. Ga điện này rất là ấm luôn, nếu các bạn nằm ngủ á thì nó sửa được cho nguyên người các bạn. Và đây là cái giường của mình. Đây là cái bộ ga mình mua cũng được khoảng 1 năm rồi, nhưng mà mình xài đến tận bây giờ thấy vẫn rất là xịn. Nó khá là dày các bạn. Đây là cái chỗ mình với con Siko hay ngủ. Tại vì sao? Có mấy cái thùng như thế này. Cái thùng như vậy lúc đầu mình cũng mua để mà làm cầu thang cho Siko, và để tùm lum đồ trong này hết á. Ghê quá. Đồ trong này mình để đồ linh tinh trong này hết. Tiện để mà có thể tiết kiệm không gian cho nhà mình. Và thứ hai là có thể để cho Siko nó leo đây nè, lên nằm nó ngủ luôn, không cần phải ẩm hay là bế gì hết. Thì nãy giờ đang giới thiệu đồ công nghệ rất là xịn sò cho các bạn rồi, thì mình sẽ giới thiệu một cái cũng khá là xịn trong cái nhà mình, đó chính là cái thùng rác thông minh của Xiaomi luôn. Cái cách sử dụng cái thùng này như thế nào á, các bạn chỉ cần đơn giản đưa tay lên thôi, nó sẽ nhận thức được một cái hành động mà đó đang cử động trước nó. Có một cái sensor ở đây nè, thấy các bạn thở đây ra là nó sẽ tự động đóng lại cho các bạn, thì rất là tiện luôn các bạn ơi. Và thậm chí cái này có một cái chế độ cũng khá là hay, đó chính là tự đóng gói rác cho các bạn luôn. Thế nào nha, giữ nó khoảng 3 giây. A few moments later. Cái tan, và bây giờ nó gói rác thành công cho các bạn xong. Các bạn chỉ cần đem cái bịch rác này đi giục thôi là xong. Rất là hiện đại và hai điểm luôn các bạn. Tắt đi. Nhà mình thì có một cái góc gọi là góc nhỏ cho Siko. Đây là cái đựng mấy cái đồ ăn vặt cho Siko nè. Đựng vớ mình, tại sao mình để vớ mình ở đây ta. Rồi bên này thì các bạn thấy là cái chỗ để đồ ăn, nước uống cho Siko bên này. Và bên này là một cái nhà khá là xịn các bạn. Cái nhà mình mua ở trên Kuban là khoảng 27.000 won á, để cho Siko vào, nhưng mà nó không một lần nào nằm trong cái nhà này các bạn ơi. Tốn tiền vãi ra. Đây là một cái khu thì mình cũng không muốn giới thiệu với các bạn nhiều lắm, tại vì mình cũng rất là ít khi xài bếp. Thì trên tủ này thì chứa rất là nhiều đồ gia vị hoặc là mấy cái linh tinh mua từ Việt Nam, nhưng mà nó bừa quá cho nên là mình không muốn cho các bạn xem nó cụ thể hơn đâu. Bên này thì muỗng đũa để các bạn có thể nấu ăn á. Thì càng đi vô sâu trong đây thì các bạn thấy đây là cái chỗ để mà nấu bếp nè. Đây là cũng xài bếp ga rất là tốn điện. Mình thì mình không muốn xài cái này lắm, tại vì khi mình nấu ăn á thì có thể bốc cái mùi nước mắm nó lên, nó bốc hết nguyên cả nhà nên cái nhà sẽ bị rất là hôi. Mình rất là ngại nấu ăn ở trong nhà. Và bên trong đây các bạn thấy chật lắm đúng không các bạn ơi, chật chội, và chất thêm cả cái máy giặt nữa các bạn. Cái máy giặt này là cái kiểu máy giặt rất là cũ rồi, khi mà nó giặt xong các bạn nghe như tiếng máy bay trực thăng á, thả bom mà bom B-52 xuống Điện Biên Phủ hồi đó là cái máy giặt này đây. Và bên cạnh ở đây các bạn thấy mình thiết kế nhà rất là ngu. Đây là đây là cái tủ lạnh. Thì cái tủ lạnh này á chỉ xài cho những lượt người mà lùng mà bé như mình thôi, mở như vậy nè rồi thò tay vô thôi để mà xài. Mình muốn tiết kiệm không gian tối đa mà cái bà chủ nhà này lại cho cái tủ lạnh quá là bự luôn các bạn, siêu bự luôn, mà mình thì không có xài đồ nhiều cho nên là có tủ lạnh bự cũng như không mà rất là ổn luôn các bạn. Và đó là cái nhà bếp của nhà mình nha. Và đây là một cái niềm tự hào của nhà mình, đó là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao nha các bạn nha. Và rất là ít những cái nhà du học sinh mà có cái nhà vệ sinh xịn như vậy đâu. Chà chà. Thì đây là cái nhà vệ sinh của nhà mình, các bạn đi vào đây nè.
đây là những nơi để dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm này nọ rất là nhiều. Nhìn trông có vẻ nhiều như vậy nhưng mà mình rất là lười xài mấy cái mỹ phẩm này các bạn. Đây là cái bàn chải đánh răng, sao mà có nhiều bàn chải thế. Đây là cái bàn chải của mình, còn đây là cái bàn chải với kem đánh răng của con Sico. Đây có một cái con Sico luôn, các bạn nhìn vào các bạn tưởng bậy bạ. Đây không phải là cái đó đâu nha. Mà cái này là các bạn thọt cái ngón tay vào để mà làm cái bàn chải chà cho con Sico đó, chà cho mấy con chó đấy. Quan trọng nhất trong cái nhà vệ sinh này đó chính là cái bồn tắm các bạn. Wow, thế là mang tiếng nhìn bồn tắm nó xịn như vậy thôi, các bạn nghĩ là ơi dẫn người yêu vô xong hai đứa ngồi tắm chung rồi lấy gì trong này, như bộ phim Hàn Quốc này nọ thì không có các bạn nha. Mùa đông ở Hàn Quốc rất là lạnh cho nên cho dù các bạn có xả nước nóng hoặc là nước ấm bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà nó nhanh chóng lạnh á, cho nên sẽ rất là tốn tiền điện các bạn, nên hạn chế xài tắm bằng cái này, vừa tốn nước vừa tốn điện vừa tốn ga nữa, hạn chế xài nha. Nhưng mà quan trọng là nhìn cái này thì nó sang chảnh hơn là được rồi, mình rất là thích. Và đó là tất cả mọi thứ về room tour ở nhà mình. Mình thì muốn chia sẻ cho các bạn cụ thể hơn chút xíu nữa, nhưng mà tại vì thời gian làm vlog thì không có được nhiều cho lắm, cho nên các bạn thông cảm nha. Nếu các bạn có tò mò về cái giá tiền của nhà mình á, thì nhà mình thuê là cọc là khoảng 1 triệu won, một tháng là khoảng 280.000. Nói chung là cái nhà này đủ ở cho khoảng đến 3 người luôn các bạn, nếu các bạn muốn tiết kiệm. Mà mình thì mình thích ở một mình hơn, cho nên mình chỉ ở một mình thôi. Và hôm nay đáng lẽ là có con Sico nữa, nhưng mà con Sico thì mình gửi qua nhà bạn rồi, chứ không nó chạy nhảy lung tung phiền lắm, khó mà quay vlog lắm. Và vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn có tò mò hay thắc mắc gì về Hàn Quốc, các bạn có thể comment ở phía dưới nha. Ok, bye bye.